làm việc nhà nước mà làm có kinh nghiệm rồi, người ta vẫn cho mình làm. Còn có cái thằng mà vô làm không được gì cũng cũng bị chút nó không cho mình làm. Giờ văn phòng đi, kêu mình giỏi cái nghề gì lên xã ta kêu mình viết văn bản, soạn văn bản cho dân hay làm gì mà làm không được, người ta cũng đâu cho mình làm đâu. Quan trọng là kinh nghiệm lâu năm và làm có kết quả. Còn cái bằng là cái hồ sơ đầu vào. Dạ. Ví dụ như giờ lên xã nộp vô cái bằng đại học thì photo công chứng này kia để người ta xét cái xét đầu vào cho mình đậu đi. Nhưng mà vô ta thử việc. Trong thời gian mình làm việc văn phòng có biết sao em biết làm hay không? Còn giờ xuống trường đại học để trả lời, chẳng dẫn vô học nó học chi? Ra ngoài về học rồi có mấy bằng kìa, ra ngoài đường có liền. Ông tên này nói bất cứ trường đại học nào cũng nói chính thầy xuống nộp sơ nó còn nói vậy. Ủa thầy, nhưng mà sao mà để tóc đi qua Thái Lan tu dễ hơn ta? Đi qua là chính ông chủ tịch thấy mình là người còn phà người đời. Cạo xuống luôn. Từ đầu. Còn mình có tóc vậy ta ý mình là lớn rồi. Giờ ta xuất gia nhiều khi người ta nói mình không nghe. Thì chùa nào cũng vậy, ta muốn là nhận đệ tử nào còn tóc chứ không nhận mà xuất gia rồi tu nhiều khi không điều khiển được. Nhiều khi nói cái dặn cái bỏ chùa đi. Giống như cơ quan đây, mình làm một cơ quan nào, một người mình vô tự động nộp hồ sơ làm cái có một cái người trưởng ta điều khiển mình nghe tự động, cuối cùng qua tôi hết. Tôi làm bên kia nhưng mà họ điều tôi đi nha, ông muốn sai gì sai là phải nói ông bên kia nha. Thấy không? Mình còn cự cao nữa. Tôi là điều đi chứ không phải là dân thường nữa nha. Ý là mình đã có chức sắc rồi. Mình đâu cần họ mà mình đến đây là mình ở đậu mà, nên mình ỷ là cái đó mình không làm gì phục vụ gì cho người khác. Nên mà muốn làm cái tổ chức nào ta bắt làm lại từ đầu là nhân viên. Xong từ từ mới cho lên chức. Chứ qua không cho mình làm rồi tự nhiên đâu mày xuất hiện cái cho mình lên chức liền mà chưa biết bao giờ. Quen biết do làm một tổ chức nào rồi mới điều qua mình làm thì được, còn tự nhiên khơi không có làm chỗ nào mà mình bổ nhiệm lên liền là làm không có được đâu. Giờ giống như uy tín đi, người mà chưa bao giờ đánh văn bản xong bản mình kêu làm cái tờ đơn làm đâu được. Đánh cô đánh được. Hãy nói nhiều người làm văn phòng giỏi nhưng mà giờ kêu mà soạn mà in ra một cái văn bản đánh từ ngữ không đúng, chữ lớn chữ nhỏ cũng không đúng nè, chữ qua chữ thường cũng không đúng nè, rồi hai nữa khục hàng ra vô không đúng văn bản, không có cơ quan nào nhận hồ sơ, không trả hồ sơ mình liền. Lý do không phải là sai hồ sơ mà cho mình trình bày không đúng, không đúng ý luôn. Theo văn thư phải có cái mẫu á, giờ bất cứ cơ quan nào phải in ra đúng mẫu đó người ta mới nhận. Trường đại học cũng vậy, đúng mẫu khác mẫu chút cũng không được, người ta không nhận. Đó nên là giờ đừng có coi trọng cái bằng lắm. Nhưng mà muốn có cái bằng thật thì phải đi học. Đừng như thầy, họ đồn rồi nghe theo. Nó là họ đồn ra là chết. Bây giờ, còn giờ thầy nói giờ tin bây giờ. Nói bằng này bắt thầy học lại, đóng tiền thầy học lại liền. Chấp nhận bất cứ cái bằng nào, nếu họ muốn. Chi mà làm khó thầy làm gì mà thầy học cái bằng làm gì, nó nói tu, rồi tụng kinh, rồi ngồi thiền, rồi cái sửa chùa, nuôi đệ tử thôi chứ có làm gì được đâu mà bằng nữa không được chứ. Nhưng mà bắt buộc phải học, cần có trình độ, chứ không phải lấy cái bằng ra để khoe khoang. Còn giờ thầy ước mơ quá, giờ thầy nói trường đi, Khương thầy tặng cho cái bằng danh dự, tiến sĩ danh dự đi, thầy cũng bỏ ông tổ à. Chứ cũng không làm, không cho thầy bằng mà còn soi bói cho thầy bằng giả để chi nã. Để sau ở tù vì tội mua bằng. Thầy đấy giờ nói tóm gọn giờ tất cả thầy mới lấy hai bằng nữa kìa. Hai bằng gì thầy? Cái bằng là của trường quản lý giáo dục, trường của nhà nước, rồi một cái trường thì của bộ nội vụ là với trường về quản lý nghiệp vụ giảng dạy các trường đại học và trường cao đẳng. Bây giờ thầy lấy cái bằng đó là đi dạy, nộp hồ sơ vô dạy bất cứ trường nào cũng được. Lấy cái bằng đại học hay tiến sĩ ra rồi thì bắt buộc phải qua một đại học sư phạm. Lấy cái bằng nghiệp vụ giảng viên, mình dạy ví dụ như dạy mầm non thì để là giảng viên dạy mầm non thì lấy cái bằng đó mới được đi dạy cái trường nào cũng được. Rồi ví dụ như phổ thông cấp 1 có 2 cấp 3 thì phải là nghiệp vụ giảng viên cấp 1 có 2 3. Còn nghiệp vụ cao đẳng thì phải có bằng nghiệp vụ giảng viên sư phạm. Có nghĩa là trường đại học sư phạm Hà Nội thầy lấy cái bằng đại học sư phạm Hà Nội rồi kìa. Giảng viên trường đại học. Giờ thầy mới lấy sẽ thầy về gửi bưu điện luôn. Thầy cũng là làm đề tài với làm luận văn với làm tiểu luận đồ này kia đầy đủ. Nên giờ thầy đã giờ giảng trường học nào giờ không tin nên giờ thầy đưa xuống bất cứ trường nào. Đảng, nhà nước, chính phủ, trường đều là trường nào cũng có nhà nước, không có trường tư nhân. Nói về đại học trở đi là không có trường nào tư nhân.
chỉ có trung tâm dạy nuôi dạy gì dạy trung tâm dạy ngoại ngữ, trung tâm dạy gì đó thì mới có tư nhân, chứ còn giờ không có trường đại học nào tư nhân được hết rồi. Chùa cũng nói chùa nào có bán hiệu là không chùa tư nhân đâu, chùa của tôn giáo cũng rồi tất cả thủ tục hành chính cái gì cũng vậy. Cũng phải qua nhà nước với của nhà nước, giấy tờ gì cũng vậy, nhà nước cấp mới được chứ chùa đâu quyền cấp. Mộc của chùa cũng không có giá trị, mộc chỉ điều kiện là thầy mời khư mà gì lễ lộc thôi, chứ cái mộc của chùa không có hiệu lực. Mộc của giáo hội cũng có quyền lực, mà mộc của đảng, nhà nước, chính phủ, tôn giáo, các bộ mới có giá trị. Ví dụ là ban tôn giáo chính phủ, bộ nội vụ, công an, hay là bộ tư pháp, hay cái gì mới có hiệu lực. Còn thầy chùa giờ có viết 100 tờ, không bằng nhà nước ký một cái. Thầy cho con hỏi thì đến bây giờ thì thầy đã lấy được bao nhiêu bằng đại học, tiến sĩ, thạc sĩ rồi? Thì nó nhiều quá, nó nói ra thầy mắc cỡ, thầy nói ước mơ đi. Giờ thầy được ví dụ như muốn 100 bằng tiến sĩ mà giờ được 30% rồi. 70% lại được nhiêu bằng? Rồi hết rồi, không nói nha. 30% có nghĩa là 30 bằng đó. Thầy biết. Còn 70 mà thầy còn 70 bằng nữa. Là 70 bằng là học biết bao nào giờ cho đủ rồi. Thầy nói dễ ẹc à. Đó giờ thầy làm mới có 50 cái cuốn luận văn tiến sĩ. Thì giờ có giỏi lắm thì được năm đó, mà phải ráng thầy làm được 50 cuốn được thì lúc đó thành công. Mỗi trường mình chỉ có luận đề tài một cái môn, một học nào chuyên môn. Có tiền đóng cứ mỗi môn là có trường thì 300 triệu, có trường 600 triệu, có trường đấy tiền qua trường quốc tế thì ta tính là 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ thì yêu cái trường đó là mình lấy cái bằng trong nước hay bằng quốc tế. Mà cũng nghe nói là thầy bây giờ thầy đâu lấy bằng trong nước nữa, thầy giờ lấy bằng quốc tế đó không thầy? Thầy qua Thái Lan đang đề tài các nước, trong nước mình cũng vẫn lấy bằng quốc tế. Ví dụ như giờ liên kết với ta, liên kết các cái trường đại học tại Việt Nam nè. Không cần phải qua bên Mỹ. Giờ trường đại học quốc tế tại bất cứ trường đại học nào mình đăng ký đều là lấy cái bằng quốc tế luôn. Bên Mỹ phải gửi bằng qua. Mình học xong là lễ tốt nghiệp, con đó làm lễ tốt nghiệp nhưng mà học ở Việt Nam. Giờ mà cái trường mà kêu bằng college, những cái trường tiếng Anh á, vẫn là trường quốc tế, nhưng mà khi mà lãnh bằng ta cho mình qua du lịch rồi lấy bằng xong về, có nghĩa giống như là đi lãnh bằng về đi du lịch 10 ngày, nửa tháng, 3 tháng vậy. Và qua có chương trình vui chơi thì... Sắp tới thì qua Thái Lan phải có tiếp tục học trường gì nữa không? Hiện giờ người ta yêu cầu bên tôn giáo với chính phủ với giáo hội Việt Nam mình, ta yêu cầu phải lấy cái bằng, thầy phải viết chữ Thái và nó như là viết được, đọc được nghĩa.